Review phim Madam Web, nhân vật đến từ Marvel nhưng không nằm trong MCU mà nằm trong vũ trụ nhện mở rộng của Sony Pictures. Madam Web dự án kinh phí tầm trung khoảng 80 triệu đô la, chưa tới một nửa của Morbius, nhưng mà tôi coi thì tôi thấy thích hơn Morbius. Ít ra câu chuyện nó rõ ràng hơn, nhân vật có chiều sâu nhất định, là bộ phim đầu tay của một nữ đạo diễn nên phim mềm mại trong cách kể chuyện và thực hiện, nó không quá quyết liệt. Vài đoạn rất sến kiểu phim truyền hình Mỹ và cliché. Là một bộ phim nằm trong vũ trụ nhện, mình không biết là Sony họ có tính toán những gì. Họ cũng không công bố cái line up như là MCU hay là DCEU. Mình chưa thấy được tính kết nối. Ví dụ Morbius cho tới bộ phim này không thật sự có một cái tính kết nối nào cả. Rồi sắp tới Sony có một Raven the Hunter, cũng là một trong những kẻ thù của người nhện. Sau này các phim không tìm được điểm chung á, làm về nhân vật Madam Web ít người biết đến, kể cả bên Mỹ luôn thì người ta cũng không hiểu được là mục đích Sony là làm về nhân vật này. Khi coi xong thì mình thấy là có vẻ như Sony đang muốn dùng mạng lưới nhện của Madam Web có thể kết nối đa vũ trụ, giúp vũ trụ nhện của Sony tách ra khỏi MCU, khỏi sự phụ thuộc vào các nhân vật như là Doctor Strange hay là American Chavez, mở ra portal qua những cái vũ trụ khác. Và với kinh phí 80 triệu đô, dĩ nhiên là phần hành động và kỹ xảo này có sự hạn chế nhất định, ít những cảnh hành động khó, nguy hiểm hay là những cảnh nặng kỹ xảo, chỉ có một vài cảnh nhỏ và cảnh battle ở cuối cùng thôi, nhưng mà nó cũng không mang lại cảm giác gì đó nó quá wow, và nó mở ra một cái tương lai mới cho thế giới nhện nhiều nhân vật hơn mà chúng ta biết. Và sẽ có thêm ba nữ người nhện mới và những kẻ thù mới của ba cô nhện này. Đến cuối cùng là nhân vật Peter Parker trong vũ trụ này ra đời. Mình cũng không biết Peter Parker này sẽ là Andrew Garfield hay Tobey Maguire hay Tom Holland, hoặc là tạo ra một Peter Parker mới nữa. Cái điểm mà thu hút nhất phim này chính là dàn diễn viên khá là đẹp. Dakota Johnson quá bốc, gây ấn tượng mạnh từ loạt phim 50 sắc thái. Đặc biệt là mình rất là mê anh nam chính từ cái series The Serpent trên Netflix qua. Diễn viên người Pháp tên là Taha Rahim, coi rất là cuốn vào anh này. Tôi ước gì mình là nhân vật nữ NSA bị anh này dụ, được anh ấy đưa về nhà, được anh ấy tiễn lên đường. Nhưng mà tôi cũng ước được làm nhân vật đó tại vì anh đẹp quá. Nếu như bạn quan tâm tới vũ trụ nhện thì bạn có thể xem thử. Mặc dù xem xong mà tôi vẫn chưa biết được kết nối của nó cho các nhân vật sắp tới của Sony như thế nào. Nhưng mà đã lỡ thích phim siêu anh hùng rồi, tôi nghĩ đây cũng là một lựa chọn để giải trí vào cuối tuần này. Hết review rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu mọi người thích video này hãy cho Phúc một like và nhớ theo dõi kênh của Phúc để xem review phim chiếu rạp và series mỗi tuần nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.